ở trong tiếng Anh là phút, hàm số giây là hàm second. Giờ, phút và giây. Thì ba cái giá trị giờ, phút, giây khi dùng hàm chúng ta sẽ có kết quả là dạng con số, chứ không phải là một chuỗi giá trị thời gian. Để có thể tạo được giá trị chuỗi thời gian bao gồm có cả giờ, phút, giây trong cùng một ô thì chúng ta phải dùng tới hàm time, là hàm tạo ra giá trị thời gian từ các con số riêng lẻ giờ, phút, giây. Nó giống như hàm date. Hàm date là hàm tạo giá trị ngày dựa trên ba con số riêng lẻ là năm, tháng và ngày. Thì hàm time chúng ta sẽ tạo bằng giờ, phút và giây. Để xác định cái thời gian tại thời điểm hiện tại cụ thể theo giờ, phút, giây thì chúng ta có hàm now. Hàm now này gần giống như hàm today, nhưng hàm today chỉ trả về giá trị ngày, còn hàm now trả về cả ngày và giờ, phút, giây tại cái thời điểm mà hàm này được tính toán. Cấu trúc của các hàm như sau này. Hàm how thì chúng ta sẽ có serial number là tham số duy nhất, thì tham số này là một cái chuỗi giá trị thời gian. Trong cái chuỗi giá trị thời gian đó phải bao gồm có giờ, phút, giây, và chúng ta sẽ tách được số giờ ra khỏi cái chuỗi giá trị thời gian đó. Tương tự như vậy, hàm foot thì chúng ta sẽ có là cũng là serial number, cấu trúc dùng giống như hàm hour, là các bạn phải chọn tới một cái chuỗi giá trị thời gian và tách số phút ra. Hàm second thì cũng tương tự như vậy, cũng tách số giây từ một cái chuỗi giá trị thời gian. Hàm time thì chúng ta sẽ có là dựa trên ba cái giá trị giờ, phút và giây để chúng ta xác định giá trị thời gian. Hàm now thì chúng ta sẽ không cần tới tham số, bạn chỉ cần mở ngoặc và đóng ngoặc là chúng ta đã trả về được giá trị thời gian rồi. Đó, đây là giá trị thời gian tại cái thời điểm mà mình áp dụng hàm tính toán, và nó trả về là ngày 14 tháng 2 và thời gian là 16 giờ 16 phút. Để tính khoảng cách cụ thể giữa hai thời điểm theo giờ, phút, giây thì chúng ta không có hàm cụ thể mà chúng ta phải dùng các cái quy tắc tính toán khác ở trong Excel. Bây giờ chúng ta sẽ vào một cái ví dụ bên dưới để mô tả rõ hơn các nội dung này. Đầu tiên chúng ta có một cái giá trị tại ô B16 là 8 giờ 15 phút chiều, và nhìn trên thanh công thức chúng ta sẽ thấy cụ thể ở đây là 8 giờ 15 phút 25 giây PM, tức là 8 giờ tối. Chúng ta sẽ có này, xác định số giờ, số phút, số giây của giờ tại ô B16 thì chúng ta có số giờ là hàm hour, chọn tới ô B16 kết quả là 20 giờ. Số phút thì chúng ta có hàm, xác định số phút, chọn ô B16. Đó, cách dùng rất là đơn giản thôi. Bạn đã có một giá trị thời gian rồi, bạn dùng các hàm này tra cứu thì chúng ta sẽ ra được là số giờ, số phút, số giây tại một thời điểm thời gian 20 giờ 15 phút và 25 giây. Chính xác rồi. Nếu như giá trị tại ô B16 này không phải là giá trị thời gian mà nó là giá trị dạng tích, cụ thể như sau. Chúng ta sẽ có này, nếu như giá trị ở đây là 8 này, 15 phút này, 25 giây này, và chúng ta nối với dấu cách này và chữ PM đó, thì ở đây lúc này dữ liệu là dữ liệu dạng tích. Chúng ta sẽ có 8 giờ 15 phút 25 giây PM được tạo bởi việc ghép nối các ký tự. Bởi vậy kết quả của nó là dữ liệu dạng tích. Bây giờ mình kiểm tra này, is tích cho ô B16 kết quả là true, dữ liệu dạng tích. Nhưng khi dùng các hàm giờ, phút, giây chúng ta vẫn tách được giờ, phút, giây bình thường, không bị sai, kết quả của hàm vẫn chạy bình thường. Đó, bạn thay đổi cái giá trị ở đây thành 4 chẳng hạn thì kết quả số giờ là 16 giờ, không ảnh hưởng gì. Tiếp theo chúng ta sẽ có này, tính khoảng cách số giờ, số phút, số giây giữa hai thời điểm của giờ 1 với giờ 2. Thì cụ thể ở đây chúng ta sẽ có khoảng cách giữa hai thời điểm là từ 8 giờ 15 phút chiều đến 11 giờ 42 phút chiều. Thì khoảng cách số giờ chúng ta có như sau này. Bạn có thể lấy cái thời điểm chênh lệch giữa giờ 2 trừ đi giờ 1, tức là khoảng giờ lớn hơn sẽ trừ đi. Và chúng ta sẽ ra luôn một cái giá trị về thời gian là 3 giờ 27 phút. Và cụ thể là bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, chúng ta có thể định dạng lại cho nó là dạng custom. Và chúng ta chọn ở trên khung định dạng này là hh2.mm2.ss.
thì H là đại diện cho giờ, M là đại diện cho phút, S là đại diện cho giây, và chúng ta có 3 giờ 27 phút và 16 giây. Thì để có thể tính được cụ thể số giờ, chúng ta có thể dùng hàm giờ cho cái biểu thức này là số giờ. Định dạng lại custom dạng general, chúng ta sẽ có số là 3. Dùng hàm phút cho số giờ trừ đi nhau, kết quả là 27 phút, và hàm giây để lấy số giây của giờ 2 trừ giờ 1. Đó. Thì như vậy chúng ta có thể tính được khoảng cách giờ phút giây giữa hai thời điểm bằng cách sử dụng hàm giờ phút giây, trong đó lấy hiệu hai khoảng thời gian. Bởi vì hiệu của hai đoạn thời gian sẽ là một khoảng thời gian, do đó cái khoảng thời gian đó các bạn vẫn có thể sử dụng các hàm giờ phút giây để tính ra được số giờ phút giây chênh lệch giữa hai thời điểm. Tiếp theo chúng ta có yêu cầu thứ ba, đó là giờ 1 là 8 giờ 12 phút 40 giây, giờ 2 là 18 giờ 01 phút 25 giây. Thì có một câu hỏi là giờ làm việc là đúng 8 giờ 00 phút 00 giây đến 18 giờ 00 phút 00 giây. Thì với giờ này, giờ 1 có đi muộn hay không? Và nếu đi muộn thì là bao nhiêu phút, bao nhiêu giây? Chúng ta sẽ tính số phút đi muộn cho trường hợp này. Thì số phút đi muộn chúng ta sẽ có này, bằng hàm phút, và chúng ta lấy cái thời điểm giữa giờ tại OB18 là cái giờ vào, giờ 1, trừ đi giờ gốc. Giờ gốc ở đây là 8 giờ đúng, vì vậy để tạo ra được cái giá trị giờ gốc chúng ta phải dùng hàm tham, chứ nó không có sẵn. Các bạn để ý, không có sẵn cái giá trị 8 giờ 00 phút 00 giây, mà chúng ta phải tạo ra nó bằng cách dùng hàm tham 8 này. Số phút bằng 0, số giây bằng 0. Đó. Và như vậy chúng ta sẽ tính được số phút giữa hai khoảng thời gian từ 8 giờ 12 phút 40 giây tới 8 giờ 00 phút 00 giây. Kết quả bằng 12 phút. Và hàm giây cũng vậy. Các bạn sẽ sử dụng hàm giây tương tự, lấy B18 trừ đi hàm tham của 8 giờ 0 phút 0 giây. Đó. Kết quả rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần biết được là hai thời điểm và xét khoảng thời gian chênh lệch giữa hai thời điểm bằng hàm giờ phút và giây. Nếu như có một người hỏi bạn là bây giờ là mấy giờ rồi thì các bạn trả lời như nào? Cách rất đơn giản, các bạn vào Excel, các bạn gõ hàm now, sau đó đóng ngoặc, bấm Enter là xong. Chúng ta đã có được thời gian cụ thể tại một thời điểm là 16 giờ 33 phút. Đó. Rất là đơn giản để xác định được thời gian cụ thể bây giờ là mấy giờ. Thì như vậy, qua hàm liên quan tới giờ phút giây, chúng ta đã có thể biết được rất là nhiều cái phương pháp để xác định giờ phút giây ở trong Excel, cũng như là xác định cái khoảng thời gian chênh lệch giữa hai thời điểm cụ thể theo bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây. Thế như vậy là chúng ta đã tìm hiểu hết được các cái hàm liên quan tới dữ liệu về ngày tháng thời gian. Thì nếu như trong công việc của bạn mà có sử dụng nhiều tới dữ liệu ngày tháng thời gian thì bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn các hàm này. Và nếu như trong công việc mà bạn gặp phải những cái vấn đề khó khăn liên quan tới xác định giờ phút giây hay là ngày tháng ở trong Excel thì các bạn hoàn toàn có thể đặt câu hỏi lên hệ thống để nhận được sự trợ giúp. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo.